Dân chúng của chúng ta, nhất là hơn 1 triệu đồng bào di cư, một cuộc di cư vĩ đại mà chưa trong lịch sử nhân loại chưa có một người nào có thể làm được cái điều đó. Và chính Tổng thống Ngô Đình Diệm đã đàm lên: tôi là một người Bắc di cư năm 54, lúc bây giờ mới 7 tuổi, xin chân thành cảm ơn Tổng thống Ngô Đình Diệm với bài hát Người là ai hôm nay. Một ngày người ta về đây, dân miền Nam sống vui thành bình. Một ngày người đã về đây, dân di cư thoát vòng tay quỷ dữ. Rồi mọi người góp sức chung tay xây cuộc đời hạnh phúc cất cánh, tự do ấm no, bằng câu ca hát mừng đời sống mới. Người đã về đây xây niềm tin sắt son trong lòng người. Một ngày người đã về đây, đem danh thơm nước Việt vượt Trung Dương. Nhiều bạn bè quý mến khắp năm châu, cùng đồng lòng giúp đỡ nghĩa ân sâu. Việt Nam mến yêu, quê hương tôi một thời vẻ vang. Người là ai Ngô Đình Diệm, người là tổng thống đầu tiên nước Việt Nam, người là cơm no áo ấm cho người nghèo, người là nhân vị chủ thuyết trong cộng nô, người là cần kiệm liêm chính gương soi cho toàn dân Ngô Đình Diệm, người là nhân vị chủ thuyết trong cộng nô, người là cần kiệm liêm chính gương soi cho toàn dân Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Diệm. Xin cảm ơn tất cả quý vị với bài hát Người là ai. Và sau đây chúng ta sẽ nghe giọng hát của anh Tuấn Khải trong Mang Tù Ca, với một bài hát mà khi hát lên lòng chúng ta quặn đau, bởi vì đất nước của chúng ta đã trải qua những cuộc chiến tranh, nhất là năm 54, người miền Bắc đã di cư bỏ lại sau lưng quê hương yêu dấu, bỏ lại sau lưng mồ mả cha ông. Chúng ta sẽ nghe anh Tuấn Khải trong nhạc phẩm
Hận Ly Hương. Xin quý vị dành cho anh một tràng vỗ tay thật đông nhiệt. Kính chào quý vị và chúc quý vị một sáng nhiều sức khỏe và nhiều niềm hy vọng trong tương lai. Cảm ơn các quý vị. Đây là một bài hát của nhạc sĩ Anh Hoa và nhạc sĩ Ngọc Long. Đó là bài Hận Ly Hương. Tôi xin giới thiệu quý vị. Và chương trình được tiếp nối.
Kính thưa quý vị, sau đây Vũ Hùng xin hân hạnh được gửi đến quý vị một bài hát mang tên là Phủ Cam Quê Người. Nhắc đến Phủ Cam thì chắc chắn chúng ta không ai mà không biết đến. Đây là một nơi chốn địa linh nhân kiệt, nơi đã sản sinh, nơi mà gia đình cụ Tổng thống Ngô Đình Diệm đã sinh sống ở đây, nơi mà Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là cháu của Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng được mở mắt chào đời ở đây. Vì thế cho nên ngày hôm nay chúng ta nghe Phú Cam Quê Người thì chúng ta thấy rằng là Phú Cam là nơi địa linh nhân kiệt, và do đây là một bài thơ của một người dân Phú Cam và đã được phổ thành nhạc qua phần trình bày của Xuân Thanh Lan Hương. Và bài hát này được ai phổ nhạc vậy Xuân Thanh? Vâng, chính nhạc sĩ Xuân Điềm. Chúng ta nghe phần trình bày của Xuân Thanh Lan Hương. Xin quý vị dành một tràng ngót tay thật nồng nàn cho Xuân Thanh và Lan Hương. Thăng trầm thế sự kinh
tiên nhân là những đóa hoa tuyệt vời. Anh cảm ơn Xuân Thanh và Lan Hương đã gửi đến một bài hát mang giai điệu của miền Trung thân yêu, Phú Cam quê người. Kính thưa quý vị, và sau đây ban hợp ca tủ ca của chúng tôi sẽ gửi đến quý vị hai nhạc phẩm. Bài thứ nhất là bài Suy Tôn của Tổng thống, và bài thứ hai là bài Quyết Tiến. Đây là những bài hát mà tất cả chúng ta từ thập niên 50, 60, 70, 80 chúng ta đều biết. Và nếu được thì xin mời quý vị cùng hát với ban tổ ca chúng tôi qua hai bài hát Suy Tôn Ngô Tổng thống và bài Quyết Tiến. Xin mời tất cả các anh chị em ban tổ ca chúng ta di chuyển nhanh để thời gian của chúng ta được đúng giờ khai mạc hôm nay. Thanh niên nào quá mình phải support cái cầu ca sinh đẹp cho nó dẫn anh ơi cho em quay anh. Anh lại đứng ở làm gì anh? Anh kiếm cho anh đứng ra đừng lạng hoạn nha. Thì, anh không có làm trách nhiệm nha. Anh kiếm cho anh đứng nha. Mình vừa đùa mình vừa thọt. Nam lên đây Nam. Anh đâu quay cho anh. Xin quý vị dành một tràng pháo tay cho ban thủ ca trong hai ca khúc tiếp theo, Suy Tôn Tổng thống Ngô Định Diệm và Quyết Tiến. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.